và đây là món Tennessee Iced Tea. Hi, chào mừng các bạn quay trở lại với Chicken Journal. Mình là Jack. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một món cocktail là anh em của Long Island Iced Tea. Trước đây mình đã hướng dẫn một vài món rồi ha. Ví dụ như Tokyo Iced Tea thì hôm nay sẽ là Tennessee Iced Tea. Món này là một sự tranh cãi giữa New York và Tennessee về việc là món này đã được tạo ra ở đâu. Thì Tennessee nói là món này đã được tạo ra ở Kingsport, Tennessee trong giai đoạn cấm rượu của Mỹ, và món này được tạo ra bởi một người buôn lậu rượu vào thời kỳ đó, mang tên là Charlie's Old Man Bishop, và công thức của ông lúc đó là gồm có rum, gin, tequila, vodka, whiskey và triple sec và một ít maple syrup. Về sau thì công thức của ông thì được thay đổi một xíu bởi con trai của Charlie tên là Ransom. Thì Ransom, công thức của Ransom thì lúc đó Ransom đã cho thêm chanh và cốt vào trong món cocktail này, thì nó cũng tựa như là Long Island Iced Tea ha, chỉ có thêm là có thêm một ít Tennessee Whiskey. Rồi sau đó nữa, và công thức của hiện nay thì vẫn giữ nguyên công thức của Ransom, tuy nhiên là người ta đã bỏ gin và tequila ra khỏi công thức của Tennessee Iced Tea. Nói hơi phức tạp một xíu ha, lát nữa thì mình sẽ giải thích là ở trong cái món này có cái thành phần nào để các bạn dễ hiểu hơn. Ok, bây giờ thì sẽ bắt đầu vào thôi. Nhớ nhấn like, share và subscribe nha. Về nguyên liệu của món này thì mình nó tên là Tennessee Iced Tea thì nó phải có Tennessee Whiskey, và Jack Daniel là điển hình nhất của Tennessee Whiskey. Tiếp theo là mình sẽ cần một chai light rum hoặc là white rum đó, thì mình sẽ có một chai Bacardi. Tiếp theo là Smirnoff vodka, một chai triple sec, rượu mùi cam triple sec, nếu không có thì mình có thể thay bằng Cointreau cũng được. Và mình sẽ cần thêm là một ít lime juice hoặc là lemon juice, ít coic, và cuối cùng là một ít sugar syrup. Thật ra món này cần lemon juice thì nó sẽ đúng hơn. Long Island Iced Tea thì mình sẽ xài lemon juice, nhưng mà không có thì mình sẽ xài lime juice cũng được. Hơi thay thế một xíu. Ok, bắt đầu pha thôi. Đây là một món giống như Long Island Iced Tea thì nó sẽ là một món beer in the glass. Beer in the glass là sao? Đổ các thành phần vô trong ly, sau đó bỏ đá vô và khuấy nhẹ lên một xíu là xong, gọi là beer in the glass. Còn nếu mà các bạn muốn phân tầng đẹp thì các bạn có thể lắc mấy cái thành phần rượu lên rồi sau đó là rót coca vô trước, giống như là những cái video về Long Island Iced Tea hoặc là những cái anh em của Long Island Iced Tea mà mình đã làm. Còn ngày hôm nay thì mình sẽ làm theo phương pháp là beer in the glass thôi cho nó đơn giản ha. Rồi, mình sẽ có là 30ml của Tennessee Whiskey, 30ml của Jack Daniel. Ok, để đắp lại. Tiếp theo, 15ml của white rum, 15ml của vodka. Rồi, 15ml của triple sec. Rồi, theo sau đó thì mình sẽ có 15ml của lemon juice, khoảng 10ml của sugar syrup, tại vì lát nữa mình sẽ xài thêm cái, lát nữa mình sẽ có coke nữa, cho nên là mình nó sẽ hơi ngọt ngọt một xíu. Rồi, sau đó đổ coca vô. Nhanh thôi, món này nhanh lắm. Thường pha mấy món Long Island Iced Tea á, hoặc là anh em có Long Island Iced Tea thì thường mình sẽ pha rất là nhanh, nếu mà mình làm theo phương pháp beer in the glass. Yum. Jack and Coke thì lúc nào cũng thơm rồi, cho nên là món này sẽ rất là ngon. Rồi, bỏ đầy đá vô nha. Rồi, thêm một chút coca nữa, khuấy nhẹ lên. Rồi, rồi, gắn lên đây. Vậy thôi. Và đây là món Tennessee Iced Tea. Đây, bây giờ mình sẽ thử nó nha. Mùi Jack rất là thơm. Mùi Jack nó hơi nồng lên chủ đạo, tại vì thực sự các bạn coi vào thành phần á, thực sự khi mà mình đọc vào một công thức cocktail á, thường một người bartender người ta có thể nghĩ ra được, tưởng tượng ra được cái mùi vị của nó là tại vì sao. Tại vì ví dụ như đọc vô công thức của món này đi thì mình sẽ có là 30ml của Tennessee Whiskey, đúng không, của Jack Daniel, và sau đó là có
white rum và vodka. Thực sự cái mùi của white rum và vodka nó không nhiều và nó có thể dễ bị lấn át bởi cái mùi cam và cái mùi của Tennessee whiskey. Cho nên là khi mà uống vào thì mình sẽ cảm nhận cái mùi của cam và mùi của Jack Daniel nhiều hơn. Nhưng mà mình vẫn có thể cảm nhận một xíu cái mùi của white rum nữa. Còn vodka thì tại vì nó là rượu trung tính không màu của mùi hương vị rồi. Cho nên là mình sẽ ít cảm nhận được nó. Nhưng mà một cái món rất là ngon. Rất là ngon luôn nha. Giống như kiểu nó làm mình nhớ tới món Lynchburg Lemonade. Nhưng mà nó có thêm mùi của coca nữa. Bản thân mình thì mình thích mùi của, thật ra bản thân mình thích của Lynchburg Lemonade hơn, cái mùi bảy ấp hơn. Nhưng mà Jack and Coke thì lúc nào nó cũng là một cái sự kết hợp rất là thơm ngon. Ok, đây là món Tennessee Iced Tea. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã chú ý theo dõi đến bây giờ. Nhớ nhấn like, share và subscribe để theo dõi mình, đồng thời là theo dõi cái chuỗi video mình đang làm nha. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Những bạn nào muốn mua rượu thì nhấn vào link ở dưới phần description, tham gia vào nhóm uống có trách nhiệm ở trên Facebook để có thể trao đổi thêm về kiến thức pha chế tại nhà. Và các bạn có thể follow mình trên TikTok nữa. Mình có làm những cái video kiểu pha chế tại nhà, kiểu vui vui ở trên TikTok. Còn trên YouTube thì nó nghiêng về pha chế chuyên nghiệp cocktail hơn. Ok, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Bye bye.